Hai, xin chào cả nhà nha. Bữa nay Tân cùng Lương Lực Khe, Củ Tỏi và Khải Trứng sẽ quay clip câu cá rô nấu cháo cả nhà mình xem. Nấu cháo hả? Nấu cháo. Để vô rồi để phụng mấy nấm rơm. Không biết là kinh nghiệm mà gọi video thấy hình nữa. Nên mấy anh em câu ở mà xong các bạn. Hôm nay cũng thấy người ta câu cá rô mềm mềm không à. Hôm nay mấy anh em câu thử coi sao. Hôm nay mua 10.000 giấy. Gì? Nó mới táp nó quá trời đó ơi. Nào. Dạ. Quay bản nhập nhập thử. Bản nhập thử đi. Coi coi nó có bầy không? Đầu cá mấy nè phát hiện cá táp gì trong này. Đừng có ổ à. Dạ. Cái bản á. Thôi xong vậy, ngoài kìa. Đừng có ổ. Đầu cá mới này phát hiện cá táp. Đừng có ổ. Tỏi đang phát hiện giống khói đạn vậy. Ồ, có cái gì lên tim trống nha. Phải không? Bẻ rồi, sẵn đi để nữa dễ câu. Dọn đường sẵn này, của tỏi sẽ dọn đường sẵn rồi. Vậy là ổ hả của tỏi? Vậy là nãy cá sạch vô cá mẹ táp cái gì? Rồi cá sạch vô nãy cá mẹ gượt táp á. Cây cố vô luôn. Đâu? Khoan từ từ nè. Khoan từ từ nè. Đây các bạn, bữa nay Liên Lực Khe câu cá rồi đó. Giờ chưa từng thấy câu dính con cá lóc ba lớn này các bạn. Tiếu thiệt chứ. Ôi là trời, đứng đâu câu dính cá rô cái gì nhỏ. Tự nhiên dở lên nó kéo xuống à. Hugo, Hugo. Thả luôn đi. Dở chỗ nào cho nó sống rồi chứ. Phóng sinh các bạn ơi. Trời ơi, tới dưới luôn rồi. Lần đầu tiên kỷ lục cá lóc. Chuẩn bị cái na luôn rồi. Nè, cái na nè. Cá lóc cầm tay. Chắc chết luôn quá mà. Chắc sống nổi quá. Gọi nó pho tiêu luôn mẹ đi món. Chết. À, không chết đâu. Nó móc tuốt. Hình xù đi. Sống, sống, sống. Tới cá luôn các bạn ơi. Không xin. Dính cái lại câu liền ha, chứ ngu má ngu tự dục đây trời. Khải trứng, khải trứng. Đoàn câu này nhẹ quá, phải cứng cứng dở ra một. Khải, chuẩn bị đó, chập khải. Chập bóp mạnh vô nha. Chập. Chết khải trứng. Nó bóp cho mạnh lên, nó không thắng đâu. Dính rồi đó. Rồi, má bỏ ổ luôn, tôi ăn câu cá ngon. Vụ khải xuống chi. Không luôn. Trời. Sức nổi nó khô nó lôi vô chạm. Sảy sảy các bạn.
đứng sau rồi, đứng sau rồi. Bự rồi, bự rồi. Dính chặt dữ rồi. Rồi Nguyễn Văn Lội. Dính nguyên cái nhánh chả dưới rồi. Nó câu rồi, câu xích ngoài chút xíu. Ngon cơm luôn. Dữ rồi. Tắm buổi chiều. À, cá đó bự quá trời, nó kéo một cái ngập câu trời. Ú, lưng dính ô mẹ kìa. Quá đã. Xong được rồi. Đó, vậy ngập đó. Ô, uống được rồi. Đợi anh chị. Thái. Đừng hỏi, đừng nói tao câu chỗ nào nha. Đù, báo tới rồi đó. Ô mẹ, ô mẹ. Rồi rồi. Thôi. Của tỏi thôi anh chị. Hả? Chỗ của tỏi con cá bự lắm, nó gịch xuống một cái mất tiêu cái câu. Á. Nó gịch gịch xuống trà không mấy á. Một pha cứu hộ của tỏi. Ủa đây có bầy rồng nè, hay khi nó tát phải rồi. Bầy rồng này á. Không, cái kia ổ mà, trong ổ mà. Chưa được nữa của tỏi. Được. Được rồi. Trời ơi. Sao vậy? Có mấy cây cũng đã khổ. Vì cũng để nước áo. Tao em gần tao thôi. Đó kìa. Đó đi đó. Bài này chắc không em đâu, nó tản quá. Vậy khai trứng việc gì khai trứng? Trứng giả gì? Trứng. Vậy. Bự không? Liên lọt khe tiếp tục dính cá, không biết cá bự không các bạn ơi. Lọt khe luôn. Dính như vậy đó. Mẹ giật thật thật, nó giật mẹ luôn kia mà chi trời. Không? Cả hả? Chà hả? Để điện thoại anh cho anh chứ đi. Để điện thoại với bóp để anh cho anh đi. Ôi kéo thì được mà. Rồi. Tao nghe nhà hiệu đó gãy đọt rồi. Nó nữa rồi. Bà báo nó gì rồi. Mẹ mày mà. Trời ơi. Học ba nữa rồi. Trời ơi. Quay clip chụp hầm thôi khá. Dính cháu nữa gì vậy. Đi. Dạ. Dính này, dính cá luôn rồi. Đâu phải đâu. Quá bự. Dính cá 50 kg. Ừ. Trời cha thằng cá con cười kìa. Ừ. Cá bự rồi. Đâu đâu đâu. Thôi à. Mắc luôn rồi. Dính này. Trời ơi nó đó. Chị ba. Nó đó. Ê. Mấy cái bụng nó rồi. Nó à, mấy cục mồi luôn. À, cái này nó mềm. Thế rồi. Nó cá là được. Tính ra cái nhỏ gì mà nó mập lù ha. Trước cái mùa kia đó mình câu cá mới bự mới đã, trời con nào nó hết biết tối tối.
Thì mấy này em chuyển qua câu đề các bạn. Cá vô rồi. Để gác cận đó. Cái này cá ở ngoài ruộng nó vô. Câu thử đây cái coi sao. Nó kiếm kêu đâu đó. Cá bự rồi, cá bự rồi của tôi. Không dính cá vỏ. Tẩm. Trời ơi, dính cá vỏ luôn các bạn ơi. À, phải nói đúng, sổng ra. Đúng bỏ. Rồi cho cá nó mập. Bắn rồi chết mẹ mất cái má rồi. Thôi giờ dài đẳng có không? Không có thì hồi đi giờ dài lại đẳng. Đây, thả rồi. Thả rồi đi. Thả. Nó đâu có cái vỗ nước trời. Không xin. Này mình quay câu giải trí thôi nha các bạn. À, vui là chính nha các nhà. Chưa hả? Chính rồi. Chính rồi. Ủa, cái này nó thả nó dội luôn nổi. Mình chửi chết luôn. Phẹt mép nhỏ nữa rồi đó. Cá nó còn bắp tay rồi. Bự hơn cá nãy chút. Mở ra cá dồ 3 kg của bạn nặng. Cái câu cá dồ chỗ nãy không lấy, cái câu cá dồ đây dính lấy à. Giật chữ gì? Giật nhẹ đó, cá này cá non nè, tép mép hết. Dính cá rô rồi. Rô bự quá ta. Ủa, dữ á. Dữ gì sao? Cái này cậu cá lóc cá rô, dữ dữ. Kho đồ nguyên vảy đó. Mềm lắm. Mùa này cá mềm, mềm như cá nâu. Thôi đánh dậy. Không ăn trò cảnh giác. Ê con cá kia dính quá trời kìa. Ôi cậu dính rồi. Ai cá dính lưới nhóc luôn. Ồ có tội dính con các bạn ơi. Cá dính lưới nhóc luôn cả lưới. Cá nhìn ta dính. Ồ cá trồng quay trời. Ủa nhìn lưng. Ủa nhìn lưng vậy. Đây câu cá rô đầu mùa các bạn ơi. Ru. Lấy nha. Này, nghe điểm rồi. Đây, giờ cô tỏi về nhấp cá các bạn. Kiếm ốc ra. Phải kiếm ốc. Bỏ dịch luôn đi. Ê. Hết lên. Suốt. Cỡ 400 gram.
ba, hơn 300 gram chút. Được. Đâu coi, coi được cái đỉnh. Cái mập ú vậy. Đực đực của tỏi. Đực. Ôi đẻ. Này giống mới đẻ rồi, hai lỗ rồi. Được. Hai lỗ được chị. Cái này. Con cái đỏ tươi à. Không. Này ổ ít trứng rồi. Rồi. Con cái đỏ tươi à. Đừng. Ở nhà nha, xong buổi đi câu thì mấy anh em cũng được nhiêu đây cá các bạn ơi. Mấy nồi cháo. Ở đây mấy anh em cũng chuẩn bị cái nồi cháo xong rồi các bạn ơi. Chứ các bạn xem phần thưởng thức cháo cá sau buổi đi câu từ lưa hộp dưa hết được nhiêu đó. Một cánh cần treo ốc bu vàng luộc lá ổi bây giờ ở trên phố mà mua ốc về luộc lá ổi rồi lá ổi đâu ra luộc trời có không có có hiếm lắm bông tôi sẽ bỏ cháo bỏ cái lóc và ớt bây giờ các bạn ơi ớt nhà nhà nuôi các bạn mà bỏ ra tới một chuyện ngày lưng lọt khe về ăn đuôi bò các bạn này này chê chê ba hương đồng có cỏ nổi này ăn thịt bò hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ thôi nha, vui là chính nha cả nhà. Bữa nay câu thì nói chung được có mấy con mà không có được như ý muốn, mình mong rằng cả nhà mình xem vui thôi. Kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ bỏ thêm mỡ ngò gai cho các bạn ơi, cho thơm thơm ngon. Đó là cháo. Sau một chuyến đi câu của anh em còn được ít ít cá. Đó. Cháo này bán đâu mấy xị đấy các bạn. Rồi, thôi nói cái miếng nước màu thôi giờ kết thúc các bạn ơi. Quá quá là cháo rồi cái tay đây mời cả nhà cùng mấy anh em thưởng thức qua màn nhỏ nha cả nhà ơi. Vô đến đây vừa cháo vào luôn về miền Tây đi chút xíu vậy đó đi chơi chơi xíu cũng được cái nồi cháo các bạn cháo mà bán này cũng 500-600 ngàn các bạn ạ mà cháo dinh dưỡng mà nấu xay lại là cháo dinh dưỡng là bán ra cả triệu bạc đúng tiền hết rồi của tỏi đã làm ra phần rau dưa leo rau dưa leo đây mỗi người một tô các bạn con này cũng đúng này vậy hả xuống nhỏ đời cái dưa leo hả? À? Không xuống rồi. Không chừng ông cậu lại cho nữa nè. Dưa leo cũng bọc dưa leo trong tủ cũng còn hả? Bào rồi đây nè. Không chừng ông cậu lại cho. Cậu rồi. Cậu sáng. Cái này lùng bên kia nó mọt nhóc. Thì nó biết cái gì đồng chừng lắm. Chắc ông cậu mày cho không chừng ai biết đâu. Về thấy một lộ này là con bữa tao. Tối về 11 giờ thấy một lộ con sống trên bàn á. Đây mời cả nhà mình cùng thưởng thức nồi cháo cá rồng qua mà ảnh nhỏ nha con hết cái Khải lụm hết liền chạy lụm chứ để trứng lụm hết rồi bông xanh nữa số cá đây con cá là hết cái gì đi câu khác dạ 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 nó còn cái trái dạ bự lắm nè trái bự cá quặn nhìn nước ghê đó nước nó quặn lên mình xuống hoài cá nó 600-700 gram có ạ lúc nước nó bự hơn cũng một chừng nước hả ít thôi rồi được vậy nó cái nhỏ xíu đây nè nãy Khải mò đó Khải nó đem vô đó cái đó đó Khải rồi vậy lúc nó ọc cá trong hang ra nhìn biết rồi được con kia không được nó nên nó bỏ tay đi con ngoài đó hả ừ trong hang đó đó về miền Tây mới thấy cảnh này các bạn ơi đi chút xíu có nồi cháo cá dễ sống về miền Tây đi lẻ không hết cá về ủa thì về xong có cá mẹ nên câu hết trơn giờ trễ quá trễ quá trễ quá ở đây là sau những ngày mấy anh em mệt mỏi trong những cái trận chiến kinh điển giờ mấy anh em bồi bổ lại các bạn ơi mới hôm qua làm cái cũng dữ lắm
nhẹ nhẹ liệt giường liệt chiếu hết. Nhậu cái này không gà nhậu yếu lại rồi, nhậu nhiều biết nổi nhí tì tì hứng. Cái ngày hôm qua chở vợ con nó không dám đẩy móp gáo qua đúng. Nói mà đi mình anh chắc cũng nhậu xỉn luôn á. Chị em nói đây mà cả nhà cùng thưởng thức cháo đồng. Cháo cá đồng. Đây là cơm đồng cháo chợ này. Cháo đồng các bạn, ở trong đồng, không phải ngoài chợ. Cái này phải có vợ tộc này ha, được nó núng cơm do hành cũng đỡ khổ ha. Vợ tộc để cái hành mới được ha. Giờ hết tin rồi. Sợ rồi. Làm rửa quá. Mấy anh em gài quá gài, thứ gì chưa nổi. Lại không có cháo ăn mà mắc thêm mớ hành rồi thêm ly phê nữa. Bảo lần bữa nay em nó mắc cái ná luôn rồi. Ná máng đâu vậy, máng cái tre hả? Cái tre dướng cái tre nó máng. Ờ máng lọt xong rồi xong phim luôn. Lọt xong rồi rồi. Lọt cầm dây sung á. Trời. Lọt xong ấy, đâu biết đường đâu kiếm. Mà rồi em thì lọt dưới ruộng. Nãy lên đó kiếm rồi đó mà không thấy đó. Treo. Ừ. Nó máng túi dạng như là bị dướng cây, dướng cây móc ra sao? Rồi xong. Vô cây. Nó lộn dây á, cái nó móc vô á. Tại nãy nó bị dướng cái nhợi. Con cá nó chết mép. Nãy giờ vấn đề cái câu lên hai cái vồ. Nghĩ luôn. Con khả như vậy. Nó sẽ có ai thả vô. Con khả như vậy. Đó tôi. Đặt đứa ra. Trên thùng á. Cái gì? Để trên thùng á. Trên thùng là gì? Nhớ có cái đó. Đồ rồi. Đó. Để trên thùng á. Cả đi, chút xíu luôn. Quay ăn chút xíu. Làm cái đũa hết đồ cho mặn mặn lên ấy. Ngồi lửa tiêu gì không trời. Quay gì? Hải trứng còn quay gì? Ok. Ăn đi. À, ngủ dữ vậy là chích từ lúc đi ấy tới giờ. Nãy mấy cái lô bự bự luôn. Biết ngồi luôn. Đi hả? Trời ơi, con ngon. Thả vô miếng nội. Giải ra quá trời. Theo chậm nhiệt nữa là xong rồi. Cái lụa chín hết rồi. Ừ, cái gô nuôi mà chết sao? Chết hết rồi. Kỳ vậy? 2 kg hẳn chết. Có bị bệnh gì đó. Mà vậy là có bệnh. Bệnh nó mới chết thôi chứ. Thả qua giờ kia. Thả qua giờ kia. Để cho nó dưới gì hết á. Ừ. Cho nó ăn cái thức ăn á. Cái lóc nãy mau rồi chứ. Để xuống là táp mấy cái liền nữa trời. Không dữ. Ừ. Còn cái kia nó vô nữa thì chạy. Chắc gì quá, bự quá. Lúc nó bự quá. Tối đẩy ngoài rồi. Tối nó sâu lắm mà. Tối cũng cạn nó sâu không? Sâu. Sâu được rồi, cái đút cái giò té cắm đầu rồi lần rồi. Cá ngoài bự, nó giận, nó giận bự. Nó giận lên vậy xuống. Không táp được cái nào, táp được cái hay cái không đỡ. Tối hãy đi đỉnh đi nữa. Đi đâu? Đi đâu? Trong đĩa gì? Ừ. Bữa nay thì Linh cũng có công việc rồi cho nên là Linh cũng về trước. Bây giờ còn mấy anh em ở đây. Hôm nay thầy thì vợ có bầu bự rồi các bạn ơi. Cũng sắp sanh rồi cho nên là cũng ít tham gia. Chừng nào sanh có rồi? Khải cười. Khải bắt mặt nó cười. Ê, cha nó lội xuống mà lấy cái nhợi câu á, té lên cái xuống nó cười, đứng trên nó cười khả cho nó. Thôi cho ngủ trên sâu luôn. Khải ngủ trên sâu rồi. Hả? Khải ngủ
chiếu mà tôi lại. Như là Hải cũng ngủ chung, ngủ dưới à, chứ nằm trên tối cũng bị đạp lọt dưới à. Ngủ dưới chắc ăn. Con ếch này bắt ngay gần cái chỗ con chuối đầu tiên đó hả? Ừ, cho con lưới á, nó thằng xả xuống ngọt đó. Rồi rồi cuối cùng sao dính ngay đâu cái nào? Chỗ đó nữa đó. Vậy đó hả? Quay lại. Chuối lâu quá. Hơi dài quá cũng chết. Cháo vậy Ngọc? Cháo được rồi, vậy là không có cháo. Ở quê ăn cháo bông súng chắc luôn nha, hết nhông luôn hả, chắc luôn hết nhông luôn, lớn lớn nè. Ừ, thấy nhông nhiều vậy. Ớt với mũi nhiều nuôi bự bự ha, đi đập lọt gắn nước cắn lên cắn nước cái đập lớp nhóc luôn trong lúa nó nhảy. Cha mày gần sáng nó thấy chạy ruộng á, anh đã cho nó hút nữa bác bự không. Dạ, nó có đây không? Dạ, nó có đây không? Dạ. Tối làm cái nồi cháo cũng khá là ấm bụng các bạn ơi. Giờ này nói chung là cũng chưa tối rồi các bạn. Này gắn mới 6 giờ mấy chiều à. Hết nhái nó kêu nhoi vậy. Hồi này bên ông kiểm với cò nhóc quá ta. Đẻ chưa không? Có rồi. Có rồi. Không rồi. Không bất cứ cỏ này. Áo ngoài ruộng lúa không? Phải cắt lúa. Hai mùa kia là mùa nhiều nữa nè, nó làm biến ba gì vậy? Ừ. Ngủ. Chứ giờ lúc đầu tiên có thấy không? Này nồi cháo này nãy có lưng nữa, giờ lại vừa đủ luôn ha. Vừa đủ luôn. Vừa luôn. Vừa nè, nhưng thầy rồi cũng vừa luôn. Thôi dữ gì hả? Đông thì thêm nước vô, nấu à. Nữa. Nó chứ nãy cũng lôi gạo mà. Cháu ai biết khi nào hết gạo đâu. Cháu một ngày hai lon hả? Ngày hai lon. Buổi là một lon. Mà anh cháu thì nó nấu no một cơm. Cháu chút đói nữa. Đúng cháu. Cháu chút kiếm cơm. Làm cho ăn cơm mới ngon ha. Lâu lâu cũng thèm phở ha. Ngán cơm thèm phở. Giờ cái kết. Hư cái xa cái giá. Okay. À, chào cả nhà nha. Bữa nay thì nói chung là cái một câu cá thì nói chung là không có được như mong muốn các bạn ơi. Nói chung là câu cũng chưa có ok lắm. Ít cá. Mọi người ở nhà mình xem clip vui nha. Giờ mấy anh em cũng được nồi cháo ăn cũng no cũng có sức mốt cài tiếp. Hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip mới nha. Tới luôn, tới màu luôn các bạn ơi. Giờ bye bye, hẹn gặp lại ở nhà trên kênh Năm Chưa Hay trong những clip mới nha. Đây, tôi cũng về đích rồi các bạn. Đấy luôn, thả xuống tô luôn.